Tiên đế trọng sinh tập 76. Thiên Sơn Tuyết đã sớm biết Tô Huyền Thiên chính là đại thiếu gia Tô Thương ăn chơi trác táng, đã cướp đi lần đầu tiên của cô. Ở trong mắt cô, Tô Thương nhiều năm như vậy đều che giấu thực lực, cho dù bị khinh thường chửi rủa cũng không lộ ra ngoài. Loại tâm tính này thực sự là hiếm có. Hơn nữa, một người có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy nhất định thận trọng từng bước, vô cùng cẩn thận, nếu không chắc chắn đánh bại được đại trưởng lão. Tô Thương sẽ không bao giờ hấp tấp, cho nên Thiên Sơn Tuyết không lo lắng chút nào. Minh chủ nói phải. La Huyền nghe vậy đành phải ôm quyền không nói gì. Các anh bảo vệ chợ đen Cửu Môn cho tốt, tôi đến Giang Bắc vài ngày, việc nên làm cũng đã làm, ngày mai tôi sẽ mang Du Du rời đi. Hả? Thiên Sơn Tuyết đang nói, bỗng nhiên cảm ứng được một tia dị thường, khuôn mặt ngọc xinh đẹp dưới chiếc mặt nạ trầm xuống ngay lập tức. Phong ấn của Du Du vậy mà đã bị giải trừ rồi sao? Rốt cuộc trang viên nhỏ Tô đã xảy ra chuyện gì chứ? Du Du còn nhất định không được xảy ra chuyện gì. Quanh người Thiên Sơn Tuyết xuất hiện khí tức lạnh lùng, thân ảnh nháy mắt biến mất, nơi lòng bàn chân bị giẫm lên, mặt đất kết thành băng. 10 phút sau, tại trang viên nhỏ Tô, Tô Thương ngồi quanh chân, trên trán toát ra những giọt mồ hôi, toàn tâm xuất thần, nhìn thấy mình có thể khống chế được chìa khóa của Đông Phủ rồi. Từ nơi xa, Tô Du Du đang cùng Đoàn Tứ Hải đại chiến, cơ thể nhỏ bé phát ra sức mạnh kinh khủng, thế mà chèn ép Đoàn Tứ Hải liên tiếp lùi về phía sau. Xem ra mình đã xem thường con bé này rồi, con bé có công lực vượt xa tưởng tượng của mình. Đoàn Tứ Hải vừa đánh vừa kinh sợ, khuôn mặt u ám thầm nghĩ, nếu như đã vậy thì càng phải giết nó, nếu không thì hậu quả khôn lường. Mặc dù con bé có công lực thâm sâu khó lường, nhưng nó lại không biết làm thế nào để vận dụng công lực của nó, cuối cùng thì cũng không phải là đối thủ của mình. Đoàn Tứ Hải bên ngoài đầy tự tin, trong ánh mắt lộ ra đầy sát khí. Bây giờ ông ta lựa chọn phương pháp bảo toàn thực lực, lấy lui làm tiến, vì thế không ngừng né tránh sự tấn công của Tô Du Du. Đoàn Tứ Hải đã phát giác ra được chân khí trong cơ thể Tô Du Du giờ đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn tồn tại một phần nhỏ mà thôi. Chỉ cần mình chống đỡ thêm vài phút, đợi khi chân khí của Tô Du Du tiêu hao hết, không phải là mình muốn làm gì thì làm hay sao? Nghĩ đến đây, Đoàn Tứ Hải tiếp tục tránh né, không tiếp tiếp tục đánh nhau với Tô Du Du. Làm bị thương cha tôi, ông phải chết. Tô Du Du mặt trầm như nước, đã bị làm cho đầu óc choáng váng, liều lĩnh xuất thủ công kích, đuổi theo Đoàn Tứ Hải mà đánh. Cứ như vậy lại trôi qua thêm 2 phút đồng hồ, Tô Du Du đã mệt thở không ra hơi, khí tức toàn thân cũng yếu hết. Giờ phút này, chân khí trong cơ thể cô bé trải qua mười mấy phút tiêu hao đã không còn lại bao nhiêu. Lúc này Đoàn Tứ Hải híp hai mắt lại, lập tức dùng một chưởng đánh vào hướng Tô Du Du. Tô Du Du thấy vậy muốn điều động chân khí đánh trả, nhưng lại phát hiện ra mình đã không còn bao nhiêu chân khí để điều động, khuôn mặt lộ ra một vẻ lo lắng. Sau một hồi khi Đoàn Tứ Hải tấn công tới, Tô Du Du phải đưa hai tay ra phòng ngự. Có thể vì chân khí không đủ, cơ thể cô bé trực tiếp bị đánh bay, phun ra một ngụm máu. Đoàn Tứ Hải không buông tha cho Tô Du Du mà lựa chọn thừa thắng xông lên, nhanh chân thả người tiến lên, liên tiếp ba chưởng toàn bộ đánh vào trên cơ thể Tô Du Du. Tô Du Du hứng chịu ba chưởng này căn bản là không thể chịu được nổi, khuôn mặt nhỏ nằm trên mặt đất trắng bệch, khí tức cực kỳ yếu ớt. Quát con, mày có thể chịu được trăm phần công lực của cao thủ Thiên Tông đỉnh phong, mày chắc là đến từng vùng núi té trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, loại thế lực luyện võ to lớn này đúng không? Đoàn Thứ Hải bước lên trước, dùng một tay nắm lấy Tô Du Du đang hấp hối, nâng lên quá đỉnh đầu, mặt âm trầm nói, loại thế lực này tao rất kiên kỵ, căn bản là không dám đắc tội, vì thế ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Đêm nay mày nhất định phải chết, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết, mà không một ai biết là tao giết mày. Đoàn Tứ Hải ngẩng đầu nhìn Tô Du Du trong tay, khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. Lập tức ông ta đột nhiên dùng sức ném Tô Du Du bay lên giữa không trung, sau đó ông ta ấp ủ một chưởng, chân khí phân bố khắp hai nắm đấm trên tay, nhanh chóng đánh ra. Một chưởng này mạnh mẽ đánh thẳng vào bụng Tô Du Du, trực tiếp đánh văng cô bé lên, máu tung tóe trên trời cao. Chính là lúc này cuối cùng có thành công rồi. Cùng lúc đó, Tô Thương thành công khống chế chìa khóa ở Đông Phủ, trước tiên định lấy lại tinh thần, kết quả là nhìn thấy Tô Du Du đã bị thua,
bị Đoàn Tứ Hải một chữ đánh bay. Du du. Tô Thương hai mắt đỏ tươi, giận không kiềm chế được gào thét, lập tức liền bay vút lên trời, đón nhận lấy Tô Du Du đang bay ngược lại. Vài giây sau, Tô Thương ôm Du Du vững vàng tiếp đất. Khoảnh khắc đó chân khí đã hao hết, Tô Du Du đã khôi phục lại hình dáng bình thường, hai mắt đã không còn đỏ nữa, mái tóc dài như thác nước cũng không còn dựng lên, khí tức kinh khủng toàn thân và sức mạnh này cũng đã hoàn toàn biến mất. Tô Du Du bây giờ cũng chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ non nớt, có điều khuôn mặt vốn dĩ như phấn điêu ngọc trác, giờ phút này lại vô cùng trắng bệch. Giờ phút này cho Tô Du Du nằm trong ngực Tô Thương, trong miệng không ngừng phun ra máu, khí tức cực kỳ suy yếu, nhưng cô bé lại tự trách mình. Cha, thật xin lỗi, Du Du không đánh bại được người xấu. Du Du. Tô Thương ôm thật chặt Du Du, nước mắt lập tức chảy ra, khóc nói, là cha không bảo vệ tốt cho con, thật xin lỗi con, tất cả đều là do cha sai rồi. Không, không trách cha. Tô Du Du nhìn thấy Tô Thương khóc, liền đưa bàn tay nhỏ trắng nõn của mình lau nước mắt cho Tô Thương, sau đó miễn cưỡng nói, cười nói, cha đã rất lợi hại rồi, mẹ nói cho Du Du biết, cha là một công tử bột siêu cấp, không học hành, không nghề nghiệp, bây giờ Du Du mới biết được, thì ra cha lại lợi hại như vậy. Con đã biết rồi, cha của Du Du chắc chắn không phải người như mẹ nói, cha của Du Du là một người mạnh mẽ. Tô Du Du càng lúc càng suy yếu, rõ ràng cực kỳ đau đớn, nhưng ở trước mặt Tô Thương, cô bé từ đầu đến cuối luôn giữ nụ cười, không muốn để cha mình nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của mình, tránh để cho cha thương tâm. Du Du. Tô Thương hạ giọng gào thét, sau đó hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, con trước tiên đừng nói gì nữa, ở chỗ này nhìn xem, cha sẽ đánh bại người xấu này cho con. Cha, chạy nhanh đi, cha không đánh lại ông ta. Tô Du Du mặt mũi tràn đầy lo lắng khuyên Tô Thương, tin cha đi. Tô Thương lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng để Tô Du Du nằm xuống đất, sau đó đứng lên, ánh mắt nhìn vào Đoàn Tứ Hải, trong mắt chứa đầy sát khí, quát lên, ông tự ý xông vào nhà Tô, đã thương tất cả mọi người, bây giờ lại đã thương Du Du, tôi muốn không chết không thôi. Nói xong, Tô Thương liền từ trong vòng lưu trữ lấy ra chìa khóa của Đông Phủ, đồng thời đem chìa khóa của Đông Phủ ném lên giữa không trung. Vù. Sau đó Tô Thương bắt đầu đưa chìa khóa của Đông Phủ nhập vào linh khí của mình. Đoàn Tứ Hải thế lại lơ đễnh, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, cười lạnh lùng, chỉ là bại tướng dưới tay tôi mà thôi, còn dám mở miệng ngông cuồng sao, đúng là con vịt chết mà mạnh miệng, cũng được thôi. Chính là lúc này cậu đang nói, Đoàn Tứ Hải đột nhiên im lặng dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên khó coi hơn, ánh mắt nhìn vào phía trên chìa khóa Đông Phủ, bởi vì ông ta mơ hồ nhận ra vật này làm chính mình cực kỳ bất ổn. Lại là cái quái gì thế, thật sự cho rằng loại này có thể đánh bại được tôi sao, thật nực cười. Mặc dù nói như vậy nhưng Đoàn Tứ Hải thực sự sợ hãi, lập tức ngưng tụ một luồng chân khí đánh giết về hướng Tô Thương, chuẩn bị cắt ngang động tác của Tô Thương. Tô Thương không tránh né, mạnh mẽ đẩy chân khí này xuống, sau đó tiếp tục hướng vào bên trong chìa khóa Đông Phủ rót nhập linh khí. Đáng hận, Đoàn Tứ Hải càng thêm hoảng loạn, liên tiếp ra tay không ngừng, vô số chân khí lần lượt vọt về phía đối phương Tô Thương. Tô Thương nhận hết toàn bộ dưới cơ thể của anh, căn bản là chịu được không nổi, một chưởng tiếp theo đã làm anh bị trọng thương. Bây giờ anh vẫn luôn giữ vững kiên trì, cuối cùng nhận ra linh khí đưa vào cũng không khác biệt lắm. Tông chủ Vô Ảnh Tông, nhận lấy cái chết đi. Tô Thương nghiến răng nghiến lợi, hai tay bỗng nhiên đẩy ra. Ngay lập tức chìa khóa Đông Phủ bồng phát ra sức mạnh kinh hãi. Cảnh giác xung quanh trang viên toàn bộ nổ tung, còn chìa khóa của Đông Phủ cũng dùng tốc độ nhanh như tia chớp vọt thẳng về hướng Đoàn Tứ Hải. Đây là Đoàn Tứ Hải giật nảy mình, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, biểu cảm biến sắc. Khủng khiếp, đây là thứ gì chứ, sao lại có thể phát ra năng lượng to lớn như vậy chứ. Đoàn Tứ Hải trong lòng run sợ, nhịn không được mà hít một hơi thật sâu, nhanh chóng ra tay chống cự, sử dụng toàn bộ sức mạnh ngưng tụ ra một đường chân khí tịnh bình, chân khí bình phong ngăn lại ở trước cơ thể mình. Càng gần như là trong nháy mắt, chìa khóa của Đông Phủ liền dưới sự khống chế của Tô Thương đánh vào trên lớp bình phong của Đoàn Tứ Hải ngưng tụ, phát ra một tiếng kêu vang. Ngay đợt sau đó, chân khí bình phong ở trước mặt Đoàn Tứ Hải bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, nó bắt đầu vỡ ra. Ngay từ đầu là một vết nứt như mạng nhện, nhưng chỉ sau vài giây đồng hồ, chân khí bình phong liền ầm vang vỡ vụn tán loạn. Cái gì? Đoàn Tứ Hải không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình, phản ứng tiếp theo chính là chạy trốn.
Nhưng mà không chờ ông ta hành động, chìa khóa của Đông Phủ lập tức phóng tới, trực tiếp xuyên thủng trái tim ông ta. Sau một phút, ở trên ngực Đoàn Tứ Hải liền xuất hiện một cái cổ tay to giống như hang động, máu tươi lập tức phụt ra ngoài. À, tôi giờ phút này Đoàn Tứ Hải cúi đầu xuống, thấy được miệng vết thương của mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trái tim bị xuyên thủng, ông ta phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không thể có khả năng thứ hai. Mình thực sự phải chết sao? Tôi không cam tâm. Đoàn Tứ Hải phát ra một tiếng gào thét, sau đó liên tục ầm ực phun ra máu tươi, cơ thể thẳng tắp ngã nhà xuống đất. Tông chủ Vô Ảnh Tông, cao thủ Thiên Tông từ đây đã biến thành một cái xác. Du. Sau khi loại bỏ được Đoàn Tứ Hải, Tô Thương vọt về phía Tô Du Du, đi hơi tập tễnh, hơi thở cũng càng lúc càng gấp rút, mi mắt lại cực kỳ nặng nề, cuối cùng cũng ngã xuống. Anh đã bị thương quá nặng. Vốn dĩ Tô Thương đã bị Đoàn Tứ Hải đã thương, trong lúc nguy cấp anh đã thi triển bí thuật huyết tế, miễn cưỡng nâng cao thực lực của mình. Lần này vẫn không phải là đối thủ của Đoàn Tứ Hải như trước, nên lần này lại bị Đoàn Tứ Hải làm cho trọng thương, tình trạng rơi vào hấp hối. Sau đó Tô Du Du đứng ra thách đấu với Đoàn Tứ Hải. Tô Thương có một chút cơ hội để thở phào, nhưng anh không khôi phục vết thương mà lại tập trung tinh thần lên chìa khóa Đông Phủ. Hơn nữa, lúc anh hành động với chìa khóa Đông Phủ lại tiếp nhận mấy lần tấn công của Đoàn Tứ Hải. Những đòn tấn công đó, mỗi một đòn đều là chí mạng, có thể Tô Thương phải dựa vào nghị lực kinh khủng của mình mới ráng chống đỡ được. Như bây giờ, toàn bộ linh khí bên trong cơ thể Tô Thương đều đưa vào bên trong chìa khóa Đông Phủ. Phản phệ của bí thuật huyết tế sớm đã đến, lại kết hợp với hơi thương tích, anh tất nhiên không thể gánh nổi. Đồng thời, Tô Thương vốn đã dịch dung thành Tô Huyền Thiên, nhưng vì linh khí đã tiêu hao hết, thuật dịch dung không có cách nào duy trì được, cho nên cũng tự khôi phục lại hình dáng cũ. Du Du, sau khi ngã xuống đất, Tô Thương quan tâm đến an nguy của Tô Du Du, liền cắn chặt răng, chật vật nhìn Tô Du Du bò tới, động tác cực kỳ chậm chạp. Nhưng rất nhanh, anh không thể kiên trì được nữa, anh nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Cùng lúc đó, sau khi tiêu diệt Đoàn Tứ Hải, chìa khóa Đông Phủ vốn dĩ đang lơ lửng giữa không trung, hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong nhẫn chứa đồ Tô Thương. Ngay tại hiện trường gần như yên lặng, tất cả mọi người ở trong viên nhà Tô đã ngã xuống đất. Khoảng mấy phút sau, Minh Chủ Liên Minh Cửu Môn Thiên Sơn Tuyết xuất hiện. Du Du, Tô Thương, Lý Nguyệt, bác Tô, ông nội Tô. Thiên Sơn Tuyết sắc mặt nặng nề, sau khi kiểm tra một hồi, trong mắt lộ ra một vẻ bi thương. Lý Nguyệt không vấn đề gì, chỉ bị nội thương, nghỉ ngơi một chút là có thể khỏi hẳn. Bác Tô và ông nội Tô, hai người họ không nguy hiểm tính mạng, nhưng xương cốt vỡ vụn, chắc chắn không có khả năng hồi phục, sau này phải ngồi xe lăn rồi. Du Du bài trừ phong ấn, bản thân bị trọng thương, nhưng cô bé lại thừa kế trăm năm công lực của bà nội, có thể khác với người bình thường. Sau khi trở lại Liên Minh Cửu Môn thì không quá 2 tháng có thể khôi phục lại như ban đầu. Còn về Tô Thương, ánh mắt Thiên Sơn Tuyết nhìn vào trên người Tô Thương, một đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ bi thương, nước mắt làm ẩm ướt mắt. Anh ta khí huyết khô cạn, gân mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng, thuốc hay châm cứu cũng vô dụng, dù là mình mời điện chủ Dược Vương Điện Trường Khô Mộc đến đây cũng không có khả năng cứu được anh ấy. Bây giờ hô hấp anh ấy gần như biến mất hoàn toàn, đã là một người chết, Đại La Thần Tiên cũng không cứu được nữa rồi. Tô Thương. Thiên Sơn Tuyết khóc, ngồi xuống trước cái xác của Tô Thương, lần đầu tiên lấy ra mặt nạ của chính mình, nước mắt như mưa. Anh vì cái gì mà không kiên trì một chút, lần này tôi đến Giang Bắc vẫn chưa chính thức gặp mặt anh mà. Tô Thương, anh biết không, tôi vốn dĩ không phải là người Giang Bắc, mà chính là thiếu minh chủ của Liên Minh Cửu Môn. Mấy năm trước tôi che giấu thân phận, lấy danh nghĩa là cháu gái họ hàng xa với gia tộc nhỏ nhà Giang, đi đến Giang Bắc mục đích vì một tiên đoán, cố ý tiếp cận với anh. Thực ra buổi tối 5 năm trước tôi có thể phản kháng, nhưng tôi không làm như thế, bởi vì tôi cùng anh nảy sinh quan hệ chính là mục đích mà tôi đến Giang Bắc. Do Tiết Di nhìn thấy cơ thể đang dần phát rạch đi của Tô Thương, hai mắt đẫm lệ. 5 năm sau tôi mang theo con gái của anh đến Giang Bắc, vốn là muốn để con bé gặp mặt anh một lần, sau đó sẽ dần dẫn nó rời đi, vì không muốn có quá nhiều dây dưa với anh. Nhưng sau khi tôi biết anh chính là Tô Huyền Thiên, tôi mới hiểu được, thì ra tiên đoán năm đó chính là sự thật. Môn chủ cũ của Thiên Cơ Môn không đoán sai, anh chính là người cứu Liên Minh Cửu Môn. Vì thế tôi thay đổi chủ đích, định chờ thời cơ chín muồi mới cùng anh nói chuyện thẳng thắn,
nói hết tất cả cho anh biết. Đáng tiếc, tôi thương, tôi còn chưa kịp nói cho anh biết, anh đã rời khỏi thế giới này rồi. Thật xin lỗi là tôi lừa anh, làm anh ấy nấy 5 năm trời, thật xin lỗi. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Liên Minh Cửu Môn vẫn còn chờ tôi và Du Du. Chúng tôi không thể ở lại để tiễn đưa anh được. Hãy để sự cố vấn giữa chúng ta vĩnh viễn niêm phong lại đi. Hẹn gặp lại. Vừa dứt lời thì Sơn Tuyết nghẹn ngào lau đi nước mắt trên mặt, lập tức nhanh chóng ôm lấy Tô Du Du, hình bóng lập lòe biến mất trong đêm tối. Trước khi đi, Thiên Sơn Tuyết lại chăm chú nhìn Tô Thương thêm lần nữa, trong mắt đều là nỗi buồn bi thương. Nhưng Tô Thương đã là người chết, Du Du cũng cần phải về Liên Minh Cửu Môn để chữa trị. Thiên Sơn Tuyết không có thời gian, cũng không muốn tham gia tang lễ của Tô Thương, nếu không thì sẽ càng thương tâm hơn. Mặc dù Thiên Sơn Tuyết đi rồi, nhưng cô lại thông báo cho nhà Lý và Hoa Thời Bạc. Thiên Sơn Tuyết biết nhà họ Tô và nhà họ Lý có quan hệ rất tốt, nên để nhà họ Lý đến khắc phục hậu quả. Còn về thông báo cho Hoa Thời Mạc, vì để trị thương cho một người nhà họ Tô, dù sao thì Hoa Thời Mạc cũng là thầy thuốc giỏi nhất của Giang Bắc. Khoảng 20 phút sau, Lý Thuần Phong dẫn mọi người nhà họ Lý đi vào nhà họ Tô, đồng thời người cùng đi vào còn có Hoa Thời Mạc. Dưới sự chỉ đạo của Lý Thuần Phong, người làm nhà họ Lý đích thân xử lý chuyện của nhà Tô. Khi nhìn vào cơ thể Tô Thương, tất cả mọi người đều hiện lên một vẻ rất khổ sở, thực sự tiếc hận. Nhất là Lý Thuần Phong, ông đã đem thông thần đan gia truyền cho Tô Thương, rồi tùy ý bỏ mặc Tô Thương vùng lên. Ai mà ngờ được nhà Tô lại gặp biến cố lớn như vậy chứ. Hay là Khuê Võ, dù nói thế nào đi nữa, Tô Thương cũng là con rể của nhà Lý chúng ta. Bây giờ cha con nhà Tô bị thương nặng lại còn hôn mê, không quan tâm được hết. Con đi tìm một cỗ quan tài tốt nhất, đồng thời tự tay chuẩn bị tang lễ, chờ khi cha con nhà Tô tỉnh lại để họ gặp nhau lần cuối, sau đó có thể hạ táng. Lý Thuần Phong thở dài một hơi, bi thương nói ra. Vâng. Lý Khuê Võ ánh mắt phức tạp, liên tục nhìn Tô Thương đang nằm dưới đất cực kỳ khổ sở như thế, sau đó liền định đi làm quan tài. Khoan đã, ai nói Tô Thương chết, tôi có thể cứu được cậu ấy. Đúng lúc này, Hoa Thời Mạc vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhìn mở miệng, trong mắt tràn đầy tự tin, đồng thời từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu nâu. Thời gian thấm thoát, 5 tháng như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tô Thương đều nằm trên giường, đến bây giờ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. 3 ngày trước, anh bị Đoàn Tứ Hải đánh trọng thương, thi triển bí thuật huyết tế, dùng hết tất cả linh khí trong cơ thể, cuối cùng lấy chìa khóa của Đông Phủ giết chết Đoàn Tứ Hải. Mặc dù đã thành công giết chết đối thủ, nhưng Tô Thương cũng vì vết thương quá nặng, hơi thở thoi thóp, rơi vào hôn mê, chỉ còn một bước nữa là chết. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Hoa Thời Mạc lấy ra đan dược cổ trân quý nhiều năm cho Tô Thương ăn. Viên đan dược cổ này chính là thứ mà Nạp Lan Minh Triết, con trai thứ ba của nhà Nạp Lan, muốn có được. Để có được đan dược cổ, Nạp Lan Minh Triết đã không ngần ngại lợi dụng hảo cảm của Hoa Thanh Đại đối với mình. Muốn Hoa Thanh Đại ăn trộm viên đan dược này, nhưng cuối cùng đã bị Tô Thương và Lý Nguyệt ngăn cản. Lúc đó, Tô Thương hỏi về viên đan dược diệu cổ này, Hoa Thời Mạc nói rõ ràng có thể đưa cho Tô Thương, nhưng Tô Thương cảm thấy đan dược của người luyện võ quá thấp kém, không có tác dụng gì. Bản thân tùy tiện luyện chế một viên đan dược cũng có thể vượt trội hơn so với thứ mà Hoa Thời Mạc coi như bảo vật. Vì vậy, Tô Thương cũng không nhận, từ chối lòng tốt của Hoa Thời Mạc, chưa từng nhận lấy đan dược cổ. Nhưng Tô Thương không ngờ rằng chính viên đan dược cổ này đã cứu mạng anh. 3 ngày trước, khí huyết của Tô Thương khô khốc, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng. Ngay cả Giang Tuyết Nhi nhìn thấy tình trạng của Tô Thương cũng kết luận rằng anh nhất định sẽ chết, nên đã đau buồn rời khỏi Giang Bắc. Nhưng Tô Thương ở trạng thái này đã sống sót một cách thần kỳ sau khi anh đặt đan dược cổ của Hoa Thời Mạc. Cơ thể anh cũng đang dần dần hồi phục. Ngay lúc này, trang viên nhỏ Tô, trong phòng, sắc mặt Tô Thương tái nhợt, hai mắt khẽ nhắm, nằm bất động trên giường. Lý Nguyệt ngồi ở mép giường nắm chặt tay Tô Thương, khuôn mặt xinh đẹp hơi tiều tụy. 3 ngày nay, cô luôn canh giữ bên cạnh Tô Thương, một tấc cũng không rời, chăm sóc Tô Thương rất chu đáo. Tô Thương, anh nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Lý Nguyệt tự lẩm bẩm một mình, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kiên định. Cha con nhỏ Tô cũng đang ở trong phòng, còn có một ông già đứng bên cạnh, chính là Hoa Thời Mạc. Điều đáng nói là đêm đó cha con nhỏ Tô đều đã bị Thạch Hiên tra tấn đến xương cốt đứt đoạn, tuy không bị thương ở bộ phận trọng yếu, nhưng từ nay về sau không thể đứng dậy được nữa. Ngay cả khi có Hoa Thời Mạc điều trị cũng không thể xoay chuyển đất trời. Hiện tại thậm chí không thể ngồi trên xe lăn, chỉ có thể nằm trên cáng do hai người hầu nhà họ Tô khiêng.
Nhưng bọn họ lo lắng cho sự an toàn của Tô Thương, cho nên không màng tới đau đớn thân thể, cùng nhau đến thăm Tô Thương. Hoa Thành Y. Lúc này Tô Kiền Khôn hơi thở yếu ớt, nằm trên cáng không nhịn được hỏi ra: rốt cục vết thương của Tô Thương như thế nào? Viên đan dược cổ kia của ông rốt cục có tác dụng hay không? Tô lão gia, ông yên tâm, thương thế của ông ấy đã ổn định, huyết khí khô khốc đang hồi phục, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương cũng đã bình phục. Hoa Thời Mạc vuốt râu cười nhẹ: mọi người không cần lo lắng, sớm muộn gì Tô công tử cũng sẽ tỉnh lại, nhưng tôi không thể chắc chắn thời gian chính xác, có lẽ sẽ tỉnh lại ngay sau đó, hoặc có thể sẽ mất 1-2 tháng. Như vậy sao? Ngay vậy Tô Kiền Khôn thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười hiếm thấy. Bây giờ tôi và Thần Bình đã bị tàn phế, Tô Thương là hy vọng duy nhất của nhà Tô, không thể xảy ra chuyện bất trắc. Hoa Thành Y, ông vất vả rồi, nếu không có ông, e rằng Tô Thương đã chết từ 3 ngày trước. Lão gia tử đừng khách khí, tôi và Tô công tử. Hoa Thời Mạc nhìn Tô Thương nằm trên giường, trong mắt hiện lên một tia kính trọng. Đây chính là sư phụ của mình đấy, cho dù làm hết sức mình cũng phải cứu bằng được sư phụ, nhưng những lời này lại không thể nói cho cha con nhà tôi biết. Hoa Thời Mạc gượng cười, sau đó nói tiếp: tôi và Tô công tử rất có duyên phận, cứu cậu ấy là chuyện nên làm. Hơn nữa tôi chẳng qua chỉ lấy một viên đan dược mà thôi. Tô lão gia, người mà ông thực sự phải cảm ơn chính là cô Lý Nguyệt. Hoa Thời Mạc nói tiếp: trong 3 ngày qua, cô Lý Nguyệt luôn canh giữ bên cạnh Tô công tử, lau người lại đổi thuốc, bệnh trước bệnh sau, không ngại cực khổ. Những cô gái khác tuyệt đối không thể làm được như vậy. Hoa Thời Mạc cười nói: Lý Nguyệt. Ánh mắt của Tô Kiền Khôn dừng ở trên người Lý Nguyệt, cảm kích nói: đứa nhỏ này cảm ơn sự hy sinh của cháu với Tô Thương. Ông nội Tô, ông đang nói cái gì vậy? Cháu là vợ chưa cưới của Tô Thương, anh ấy là chồng của cháu, cháu chỉ làm những gì một người vợ nên làm mà thôi. Lý Nguyệt nhếch miệng cười, đôi mắt đẹp không hề rời khỏi thân thể Tô Thương, nghiêm túc nói: chỉ cần Tô Thương có thể tỉnh lại, cho dù cháu có làm nhiều hơn đi chăng nữa cũng là điều xứng đáng. Được, đứa trẻ ngoan. Đôi mắt Tô Kiền Khôn hơi ướt ướt khi nghe thấy điều này. Lý Nguyệt thấy vậy, Tô Thần Bình ở bên cạnh thở dài nói: hay à, có lẽ có một số việc Tô Thương không nói cho cháu biết. Nhà họ Tô có lỗi với cháu, cô bé tên Du Du 3 ngày trước kia thực ra là con gái ruột của Tô Thương. Mẹ của cô bé là bạn thân trước đây của cháu, Giang Tuyết Nhi. Lý Nguyệt, có thể cháu sẽ rất tức giận khi biết tin này. Dù sao thì cháu cũng là vợ chưa cưới của Tô Thương, còn chưa có qua cửa mà Tô Thương đã sinh con với một người phụ nữ khác. Nhưng bác phải nói với cháu chuyện này. Tô Thần Bình nói tiếp: hiện giờ Tô Thương bị thương nặng, hôn mê, sống chết còn chưa rõ. Lý Nguyệt, cháu có thể xem xét lại việc đính hôn với Tô Thương. Nếu cháu không muốn gả cho Tô Thương, nhờ Tô chúng ta cũng không ép buộc cháu. Bây giờ bác sẽ nói với bên ngoài đơn phương phá vỡ hôn ước, bảo toàn thanh danh của cháu và nhà Lý. Bác Tô. Lý Nguyệt cảm xúc kích động nói ra: Tô Thương đã sớm nói cho cháu biết việc Du Du. Cháu biết Du Du là con gái của Tô Thương, nhưng bác cũng quá coi thường cháu rồi. Sao cháu có thể là loại phụ nữ bụng dạ hẹp hòi như vậy chứ? Cháu không những không tức giận, ngược lại rất vui mừng, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi. Cháu thực sự thích Du Du. Nói xong câu nói cuối cùng, Lý Nguyệt đột nhiên hướng đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: còn có, cháu không đồng ý hủy bỏ hôn ước. Cả đời này cho dù chết cháu cũng không rời khỏi Tô Thương. Bởi vì đứng dậy vận động quá mức, cộng với việc Lý Nguyệt làm việc quá sức và ăn uống không theo quy luật trong mấy ngày nay, nên lượng đường huyết trong máu cô tuột xuống, cơ thể lắc lư suýt chút nữa té ngã. Hoa Thời Mạc vội vàng tiến lên đỡ Lý Nguyệt, quan tâm nói: cô Lý Nguyệt, cô nên đi nghỉ ngơi đi, Tô công tử có tôi ở đây rồi. Lý Nguyệt. Tô Thần Bình nhìn Lý Nguyệt trên mặt đầy xấu hổ: là bác Tô không đúng, bác Tô nói bậy, bác xin lỗi cháu. Nhưng Hoa Thành Y nói đúng, cháu đã vất vả 3 ngày rồi, sức khỏe là quan trọng, mau đi nghỉ ngơi đi. Cháu không muốn Tô Thương không tỉnh lại, cháu sẽ không đi đâu cả. Lý Nguyệt kiên định nói: cái đứa trẻ này nghe lời đi, đi nghỉ ngơi trước đi, nếu thân thể của cháu có vấn đề sau này ai sẽ chăm sóc cho Tô Thương chứ? Tô Kiền Khôn kiên nhủ: được rồi. Nghe thấy câu này, Lý Nguyệt không kiên trì nữa, nhìn thoáng qua Tô Thương, âm thầm cầu nguyện cho Tô Thương, quay lại bước ra khỏi phòng. Thanh Đại, chăm sóc tốt cho cô Lý Nguyệt. Hoa Thời Mạc nhàn nhạt nói: vâng ông nội. Hoa Thanh Đại đang đợi bên ngoài phòng, khi cô nhìn thấy Lý Nguyệt đi ra liền bước lên phía trước đỡ Lý Nguyệt, hai người cùng nhau rời đi. Lão gia, tôi gia chủ, hai người cũng trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này Hoa Thời Mạc nói: về phần thương thế của hai người, trên đời không có tuyệt đối, tôi sẽ tìm cách chữa khỏi cho hai người. Như vậy xin làm phiền thần y. Cha con nhà Tô cảm ơn rồi được người hầu nhà họ Tô khiêng ra khỏi phòng.
Bây giờ chỉ còn lại Hoa Thời Mạc và Tô Thương đang hôn mê trong phòng. Sư phụ, ngài nhất định phải mau chóng tỉnh lại, còn có rất nhiều việc cần ngài xử lý. Hoa Thời Mạc nhìn Tô Thương, trong mắt toát lên sự nôn nóng. Cũng đúng lúc này, Tô Thương đã hôn mê 3 ngày, đột nhiên cử động ngón tay. Đau. Tô Thương có phản ứng. Phản ứng đầu tiên là đau, toàn thân trên dưới đều đau. Nhưng dù sao cũng là huyền thiên tiên đế, tu chân 100.000 năm cũng đã trải qua lại đau đớn như thế này rất nhiều. Hoa Thời Mạc. Lúc này Tô Thương mở mắt ra, thấy Hoa Thời Mạc ở bên cạnh, chậm rãi nói, Sư phụ. Hoa Thời Mạc lập tức vui mừng khôn xiết, trên khuôn mặt già nua toát lên vẻ hưng phấn, vội vàng tiến lên kích động nói, sư phụ, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Tô Thương hữu khí vô lực, yếu ớt nói, đỡ tôi ngồi dậy. Vâng, Hoa Thời Mạc cung kính đáp lại, sau đó cẩn thận đổ Tô Thương lên. Sau đó Tô Thương quanh chân ngồi trên giường, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hơi thở vô cùng yếu ớt, lẩm bẩm nói, Lý Nguyệt. Trước đó anh đã có một chút ý thức, nhưng nó quá yếu, yếu đến nỗi anh không thể mở mắt ra. Nhưng Tô Thương đã nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Lý Nguyệt và cha con nhà Tô, trong lòng vô cùng xúc động. Trong cuộc đời này, có thể gặp được một người con gái sẽ không bao giờ xa mình cho đến khi chết, quả thật là vô cùng may mắn. Tô Thương âm thầm thề, từ nay về sau sẽ đối xử với Lý Nguyệt bằng 100% sự chân thành, không bao giờ để Lý Nguyệt phải chịu bất cứ sự ấm ức nào. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Thương dừng trên người Hoa Thời Mạc, nhàn nhạt nói, Hoa Thời Mạc, tôi hôn mê bao lâu rồi? Báo cáo sư phụ, đã 3 ngày. Hoa Thời Mạc cung kính trả lời, ồ, 3 ngày sau. Tô Thương cau mày, sau đó nói, 3 ngày nay bên ngoài có tin tức gì truyền đến hay không? Không có. Hoa Thời Mạc lắc đầu, dường như muốn nói điều gì đó, lại muốn nói lại thôi. Tô Thương tự nhiên nhìn ra được, anh nhàn nhạt mở miệng nói, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Vâng, Hoa Thời Mạc ôm quyền đáp lại, quay đầu hỏi, sư phụ, tôi nghe Tô Lão Do nói, buổi tối 3 ngày trước, Minh Chủ Vô Ảnh Tông Đoàn Tứ Hải mang theo một thanh niên cảnh giới địa tông hậu kỳ đi vào trang viên nhà Tô, muốn hủy diệt nhà Tô. Vào thời khắc mấu chốt, Tô Huyền Thiên đã tiến lên, trực tiếp giết chết thanh niên địa tông hậu kỳ kia trong nháy mắt. Hành động này khiến Đoàn Tứ Hải tức giận, kết quả Tô Huyền Thiên bị Đoàn Tứ Hải đánh trọng thương, sau đó đám người Tô Lão Gia đã bị một lực lượng khổng lồ đánh ngất đi. Khi tôi và gia chủ nhà Lý nhận được tin tức chạy đến trang viên nhà Tô, Minh Chủ Vô Ảnh Tông Đoàn Tứ Hải đã bị giết rồi. Hoa Thời Mạc nhìn Tô Thương nói tiếp, sư phụ, tôi biết ngài chính là Tô Huyền Thiên, đêm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, ai giết Đoàn Tứ Hải chứ? Là tôi. Tô Thương nói thật không chút che giấu.